Bí ẩn lời tiên tri linh nghiệm về Hoàng Thái Hậu cuối cùng của Việt Nam. Đức Từ Cung Đoan Huy Hoàng Thái Hậu là thân mẫu của vua Bảo Đại, Hoàng Thái Hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Số phận bà ứng với lời tiên tri linh nghiệm của một ông thầy địa lý. Đức Từ Cung tên thật là Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1980 tại làng Mỹ Lợi, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Gia đình bà tuy có cha là quan tri huyện nhưng cuộc sống rất khó khăn. Có một câu chuyện kể lại rằng, một thầy địa lý đi qua làng Mỹ Lợi, nơi đặt mộ tri huyện Hoàng Trọng Tích, cha bà Hoàng Thị Cúc. Ngắm thế đất ngôi mộ, ông phán, mộ này sẽ phát hoàng hậu. Đó là câu chuyện khiến dân làng bật cười và không tin nó sẽ thành sự thật. Thế nhưng, cuộc đời của bà Hoàng Thị Cúc lại dần trôi theo cách chẳng ai ngờ. Khi nhỏ tuổi, bà đã phải sống nhờ nhà anh cả Hoàng Trọng Khang. Tuy nhiên, người anh này ham mê cờ bạc, gia đình ngày càng túng quẫn. Bà Hoàng Thị Cúc sau đó bị anh trai bán vào cung làm tỳ nữ hầu hạ cho bà Thánh Cung Hoàng Hậu và Tiên Cung Hoàng Hậu, hai người vợ của vua Đồng Khánh. Khi bà Cúc làm cung nữ phục vụ bà Tiên Cung Hoàng Hậu, với vẻ ngoài nhu mì, hiền lành và nhan sắc dễ chịu, Hoàng tử Bửu Đảo mỗi lần vào cung thỉnh an mẫu hậu đều để ý bà. Lúc này, Hoàng tử đang giữ chức Phụng Hóa Công và đã có vợ là con gái của đại quan đầu triều Trương Như Cương. Thế nhưng họ sống với nhau đã lâu mà không có con, điều này khiến bà Tiên Cung rất sầu lo. Một thời gian sau bà Hoàng Thị Cúc có thai, khai rằng đây là long thai. Bà Tiên Cung đã tìm đủ cách tra hỏi tác giả của cái thai nhưng Hoàng Thị Cúc một mực thú nhận là của Phụng Hóa Công. Mãi đến sau này, khi đã tin Hoàng tử Bửu Đảo là cha đứa bé, bà Tiên Cung mới để Hoàng Thị Cúc được dưỡng thai. Năm 1913, bà hạ sinh hoàng tử, đặt tên là Vĩnh Thụy, chính là vua Bảo Đại sau này. Vĩnh Thụy cũng chính là người con duy nhất của vua Khải Định. Mặc dù sinh ra hoàng tử nhưng bà không được nuôi con. Hoàng tử Vĩnh Thụy được Tiên Cung Thái Hậu đón về cung, tự chăm sóc và nuôi nấng. Năm 1916, vua Đồng Khánh băng hà, Bửu Đảo lên ngôi lấy hiệu là Khải Định. Bà Hoàng Thị Cúc được phong là Tam Giai Huệ Tần, hai năm sau đó bà được thăng lên Nhị Giai Huệ Phi, chỉ sau một người là Ân Phi Hồ Thị Chỉ. Tới năm 1923, Hoàng tử Vĩnh Thụy được tấn phong làm Thái tử. Lúc đó, bà Hoàng Thị Cúc được thăng lên Nhất Giai Hậu Phi. Năm 1925, vua Khải Định qua đời, Hoàng tử Vĩnh Thụy nối ngôi, lấy hiệu là Bảo Đại. Tuy nhiên, đến năm 1932, ông mới kết thúc việc học và rời Pháp. Khi về nước, vua Bảo Đại phong mẹ làm Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, còn được gọi là Từ Cung Hoàng Thái Hậu hay Đức Từ Cung. Lúc này thì lời tiên tri của ông thầy địa lý thực sự linh nghiệm, vì triều Nguyễn giữ quy định không phong hoàng hậu cho các bà vợ vua, chỉ mẹ của vua mới được phong Hoàng Thái Hậu. Chuỗi ngày sau đó, nhiều biến cố lịch sử xảy ra, nhà Nguyễn bước vào ngưỡng suy vong, vua Bảo Đại lao vào các cuộc giao thương chính trị. Con dâu thì không vừa mắt, cháu thì xa cách, Thái Hậu Từ Cung cũng chỉ biết lủi thủi sống một mình bên cạnh những người tỳ nữ. Về sau, nhà Nguyễn suy vong hoàn toàn, năm 1955, bà rời khỏi cung và sống tại căn nhà số 79 phố Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Những năm tháng cuối đời của Thái Hậu Từ Cung, bà lại trở về cuộc sống cô đơn và nghèo khó, không có con cháu bên cạnh. Nhưng dù cuộc sống khó khăn, chật vật đến mấy, kể cả việc phải bán dần từng món đồ trang sức, thì Từ Cung Thái Hậu vẫn làm tròn phận sự của mình với tổ tiên nhà Nguyễn cho đến giây phút cuối cùng. Thậm chí, năm 1968, khi Huế rơi vào tình trạng mưa bom lửa đạn, bà vẫn không rời khỏi vùng đất cố đô nửa bước, kiên quyết ở lại để bảo vệ những hoàng hoa cuối cùng của một triều đại suy vong. Bà nói, ta sinh ra ở đâu thì sẽ chết ở đó, tổ tiên nhà Nguyễn còn ở Huế thì ta còn phải ở lại lo chuyện thờ cúng, chăm sóc lăng mộ các bậc tiền nhân. Nhà Nguyễn đã cho ta hưởng lộc cả đời, ta có chết cũng chưa báo đáp hết được. Năm 1980, sức khỏe ngày càng yếu đi nhưng bà vẫn minh mẫn, tỉnh táo. Bà chỉ ao ước duy nhất một điều là được một lần gặp lại vua Bảo Đại, người con trai duy nhất cùng những đứa cháu nội của bà. Thế nhưng ước mơ đó đã không bao giờ trở thành sự thực. Đức Từ Cung mất ngày 3 tháng 10 năm 1980, thọ 91 tuổi. Đến khi mất, người duy nhất ở bên bà lúc đó là người cung nữ trung thành Lê Thị Dinh. Cuộc đời Hoàng Thái Hậu cuối cùng của triều Nguyễn kết thúc trong nỗi buồn khôn tả như thế. Lăng mộ bà được xây cất ở làng Dương Xuân Huế, cạnh lăng vua Đồng Khánh và vua Tự Đức. Con người bình dị ấy thanh thản yên nghỉ giữa một vùng quê thanh bình, sau hơn 9 thập kỷ trải nghiệm những trầm luân của số phận gắn với những thăng trầm của triều đại nhà Nguyễn.